Có. Má cỏ đầy đây. Đâu? Chưa để ý bầy thỏ con. À, đây thỏ. Ông nuôi nhiều thỏ nay ông khi ông thi ông đợt này nuôi ít đấy, cậu Điền cậu ơi ở nhà cậu nuôi mới nhiều. Ơ đây, bầy thỏ con đẹp chưa? Đấy, thỏ con đấy, xinh chưa? Một ơ thỏ đẻ được nhiều phết nhỉ? 2 4 6 7 con. Có ông ơi, nó đẻ một lúc là được mấy con mà đây tới 7 con vậy? Có này nó đâu mà 10 con. Một con mẹ đẻ được 10 con à? Ừ, thế con gì? Nó con có này. Là gì? Anh Hoài. Thế có thấy có cho bạn này. Đấy, đẹp chưa? Đợt trước nuôi nhiều hơn nắm nhiều lắm đúng không? Hết bằng kia. Bắt Đấy, kia lúc cậu Điền cậu ở nhà nuôi nhiều lắm mà. đâu, năm ngoái đầy ông Điền đi rồi nuôi đầy, năm nay bán hết ra giỏ giống gì gì. Vậy à? Ừ. Đấy. Con này con Con này chuẩn bị đẻ à? Ừ. À, đẻ là ông bỏ vào đây à? Này, con kia chuẩn bị đẻ. Ừ. Ô, thỏ con xinh chưa? Nhiều. Nó để nó bắt con này. Mấy tháng là nó mấy mấy tháng là nó đẻ một lần ông? Tháng. Tháng thôi á hả? Ôi giời, vậy thì nuôi có mà mệt nghỉ à? Ông ơi, mai cái chuồng trong kia nuôi gà đi. Gà nông táo. Gà nông táo. Ừ, gà chọi cũng được. Thỏ con, đấy. Thỏ con này. Bao nhiêu ngày thì nó ăn được? Nó 28 ngày. 28 ngày nó mới ăn hả? Nuôi vậy là con này nó đẻ được khoảng ngày, 30 ngày đấy. Ông ở nông như vậy nó có ấy làm sao không? Con đấy đẻ đêm không biết đẻ chưa đặt nó đẻ ra ngoài chết mất 4 con này. Ui vậy hả? Đẻ 8 con chết 4 con. Nó dẫm như là có việc gì không đây? Không. Mà nông như này nó có việc gì không? Nông như củ như ấm thôi. À vậy hả? À đấy. Ôi mỗi con đẻ được nhiều con nhỉ, con khoảng nghĩ khoảng khoảng 3 4 con rồi mà đẻ cái chục con. Đẻ 10 con như này. Ừ. Con này cũng chuẩn bị đẻ nữa à? Ừ, con này chuẩn bị đẻ. Con này, ô vậy nó đẻ nhiều lắm đấy, nhiều con đẻ con này cũng vậy này. Con kia như đẻ kìa. Đấy, nhiều nhỉ? Con này như đẻ. Vậy năm vậy bán không kịp ấy chứ. Ừ. Bán không kịp ấy chứ. Ông ghi đây, ông ghi ngày đẻ của nó đây à? Ừ, đấy, ngày đẻ thả đẻ đây. À. À hay nhỉ. Nhiều chưa? Thỏ trắng đẹp hơn thỏ đen. Đen nó khỏe thỏ nhưng mà bán nó cùng giá hay là khác giá nhau? Vậy hả? Một con này được 3 ký không? Hơn chi nhỉ? Hơn đấy chứ. Một con được 200 mấy nhỉ? 10 con 2 triệu mấy. Hôm nào bán con mẹ nó đẻ xong nó chết đẻ nó chết con. À. Nó không cho con bán được 4 lần luôn. Okay. Thỏ. Còn lên một con 3 con gà này. Nhiều chưa? Còn nuôi nợ nữa à? Mới bán rồi thì mới đặt ngoài bán hết rồi. Hôm đấy nhỉ, có nhỉ, nuôi nợ nhỉ, nhớ rồi. Nơi đây nuôi thỏ. Nó này khôn thật. Cái này là để làm gì cho nó đây? Giữ à? Giữ nó cả đấy. Nó má ăn được nữa chứ, để nó ấy để. Ừ. Nó ăn cả cám chung nữa, cám hột nữa à? Ừ, nó lại bỏ cho nó ăn ít thôi. À, tưởng nó ăn cỏ không thôi. Cái cỏ ấy nó có ăn à? Cái cỏ trinh nữa nó ăn à? Hết. Cứ miễn nó khô cỏ đúng không? Miễn là nó khô cỏ. Ướt nó sao bảo ướt nó đau bụng? Sao bảo ướt nó đau bụng không? Lá chuối không? Cây chuối ấy. Cây chuối. Cây chuối nó chặn được 4 lần 2, 4 lần 2, 4 lần 3 ăn hết. Thích nhỉ? Đâu có như con chuồng. Con bán bao nhiêu tiền một con? 50.000 một con à? À, vậy bán cái này vậy kinh doanh cái này tốt hơn là kinh doanh gà. Gà đâu bán được hơn. Cứ một tháng nó đã bán nó thỏ đã có thu nhập rồi, gà mình bà phải ít nhất phải 4 tháng. Đâu có được có 10 mấy ngày. Này là 10 con nó có 300 rồi. Năm dòng 110 50 500. 500.
Một tháng là ông thu nhập rồi, ông nuôi tốt hơn là gà gà mấy tháng cơ. Mười con thỏ to. Thỏ con, con à? Đàn đấy à? À. Cái này khoảng 4 con, 3 con. Này, to là 3 con chuồng. Không, 2 con. 2 con thôi. 2 con nó còn cắn nhau. Đây mình nhiều phết đấy chị nhỉ, nhiều phết. Thỏ thịt bên này là thỏ được đấy à? Thỏ cái là xấu rồi à, mà sao chưa bán đi, to rồi thấy không? Còn to nữa không? To gì, to 3-4 cân. Con này mà không được 3-4 cân được à? Con lấy 3 cân hơn rồi, con lấy họ to giống, con được giống. À con cứ thích vườn cây ao cá mà cứ thích được. Tìm con nó ăn lại nhầy đấy, ăn như thỏ đúng không? Ừ. Mới đẻ xinh chưa, mới đẻ hơi đêm mà. Hay chị. Phải căn nó chứ nhỉ? Ừ. Phải canh nó đẻ chứ. Nó sao mà rớt ấy, chuồng nó bé. Không, nó rơi ra trong ngoài. Nó không có rớt mà rơi ra ngoài đấy gì? Rơi là chết à? Nó rét. Nó rét rồi, được nó đẻ sớm rồi nhưng mà đẻ muộn không gì. Nó đẻ gần sáng, nó đẻ thì sang vẫn còn không gì. Nhưng đẻ ngay chập tối rồi. Đấy con này hôm nào đẻ chập tối đẻ ra ngoài mà chết có 4 con này. Ừ, thì thế nhỉ. Còn có 4 con này. Ông tự ấy à, ông tự cho, ông tự cho nó ấp à, ông tự 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 ấy chứ cần phải mượn người không? Mượn gì, cái là nước nó xả mình cầm mình xả rõ thằng kia nó nhảy. Cho ăn lại vui. Đây rộng làm tốt hơn. Xây nhà mình mà làm lại như này thì còn lâu lắm. Nhà mình cũng chẳng có người để làm. Đầu tư một cái chuồng này chỉ tính là chi phí hết bao nhiêu tiền này không? Đúng. Đầu tư cái chuồng chi phí hết bao nhiêu? 130 một chuồng. Mua đấy chứ. Là bao nhiêu? 130. 130 một chuồng này hả? Sao đây ông nuôi mấy đứa là hề. Nhà. Thích nhỉ. Ông ơi, sao không nuôi dê ông? Mẹ đất vườn cỏ mình nhiều thế này. Phân thỏ này này, bón cho rau tốt này, sạch này. Phân thỏ mới là phân sạch này. Trời ơi, chở cho 5 bao cám hay 1 4 bao cám gà nhá. Gà con đây. Anh à, cái phân này mới là cái phân sạch này, man cỏ này. Đấy. Cái chấm ăn à? Đấy à? Thì nó ăn cỏ ấy. Chỉ ăn cỏ ấy. Đây. Đây còn cái gì nữa không? Đây không nuôi cái gì đây chứ đâu. Còn hay nợn. Nợn, gà con. Nợn. Còn một em nợn to này nữa thôi. Em gà. Gà trọi, gà đá. Gà đá. Đó, gà con, gà này. Ô, gà này gà nhà ông đấy chứ, trứng nhà ông ấy chứ. Ờ, gà trọi hết đấy chứ. Đẹp chưa? Đúng trọi đây. Đấy. Bao nhiêu con cả thảy? Có mấy con. Thích nhỉ. Hình như nó ra sau nhà cháu à hay ra trước? Ra sau, sao? À? Mới được độ 10 ngày, mới 10 ngày, chưa đến 10 ngày. Nhà ông còn nhiều trứng này không? Ông gom cho nhà cháu đi. Đang được ụp cấp rồi. Đang được ụp cấp à? Ấp hết được rồi. Ấp hết xong rồi, xong đợt này là gom lên cho cháu. Cháu ở cả năm thôi cho nên là cháu phải nuôi cho nó vui. Tối đang tự chui này. Vào đây.
Ơ chưa đóng cái cửa ngoài kia rồi. Đấy. Chơi nó ấy đi, chơi bả cho. Hôm qua nó mưa mình nick ý. Cạnh nè đây. Ừ. Đó lên góc kia chi, góc đầu cái rác nó hộ ngay. Nhảy ra đấy. Năm nay cây nhãn, cây vải trắng nhà nào có hoa vậy? Ừ. Ê, sao hay nhỉ? Ngoài năm quả lắm rồi, năm này nó còn. Ngoài ăn rồi thì năm nay tối. Năm ngoái có được ăn đâu. Không có cây nào có, cả bên đền thì không có cây nào có. Không có, nhà nhà.